Đã đến với bản tin của hai Pencil. Và lúc 12 giờ trưa nay thì một đĩa bay đã bất ngờ xuất hiện tại khu phố Búc. Phóng viên Búc Xóa đã kịp có mặt tại hiện trường để đưa tin về sự việc này. Anh Sơn nhìn kìa, người ta đã đưa tin ngay dưới khu phố Búc của mình có chuyện gì kìa. Có một cái đĩa bay đi lạc tới đây hả? Mình phải xuống coi liền như thế nào đây. Đi thôi anh Sơn. Anh Sơn nhìn kìa, ở bên kia hình như là đĩa bay của người ngoài hành tinh á. Chạy qua coi đi. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy trời? Sao nó bự quá vậy? Nghe tôi hỏi nè, anh là ai? Anh tên gì? Anh từ đâu tới? Tôi hỏi anh có hiểu không? Anh xuống dưới đất để làm gì? Hả? Chú ơi, chuyện gấp lắm á. Hả? Có người tìm chú ở ngoài á. Chuyện gì? Có chuyện gì? Có người tìm chú ở ngoài kìa. Hả? Đâu? Ai tìm chú? Ngoài đó đó chú. Dạ. Mừng quá, mừng quá. À, anh Sam. À, em đã bán cho anh Sam ăn nè. Yeah. Wow. À, có 3 cây bánh. Vậy thì em vàng 1 cây, anh xanh 2 cây ha. Em sao mà như vậy được? Tại vì 1 cây bánh còn lại anh xanh sẽ cho một người bạn đặc biệt. Người bạn nào? Làm gì có người bạn nào đâu. Nè, người bạn đặc biệt của anh xanh đó chính là Tên Tên. Tên Tên. À, cho bạn nè. Không dễ luôn chỗ nào hết à. Nè, bắt tay với bạn đi. Ủa, bắt tay
bay được luôn hả? Được, dễ thương lắm, tay bạn mềm ấm lắm á. Chào bạn. Bạn tên gì? Bạn tên Lắc Đầu hả? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, bạn này mà 5 tuổi cũng không biết trả lời sao luôn. Bạn có 4 ngón tay à? Dễ thương không? Dễ thương. Ủa, mà anh Xanh à? Tại sao mà anh Xanh quen được bạn này vậy? À, anh quen bạn này trên Facebook á. Hả? Vậy là anh Xanh với bạn kết bạn với nhau trên Facebook hả? À. Nhưng mà sao anh Xanh lại dẫn được bạn về đây chơi? À, anh dạy cứu bạn trên khu phố á. Có phải là hồi sáng cái đĩa bay của bạn này đã đáp xuống khu phố của mình không? Đúng rồi. Nhưng mà sao anh bảo vệ bạn, là bạn có hại gì thì sao? Bạn dễ thương lắm, không có hại đâu. Cho bạn ăn bánh nè. Bạn ăn bánh đi. Sao bạn rà vậy? À, nếu như bạn đã không thích ăn bánh này, đúng rồi, thì em sẽ nấu món khác cho bạn ăn. Hay quá. Bạn là đầu bếp kiệt xuất của khu phố Búc, chắc chắn sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon cho bạn. Bạn đợi một chút nha. Yeah. Xin anh Xanh coi nè. Bạn đã vừa chuẩn bị các nguyên liệu để làm những món ăn thơm ngon đó. Đây nè, bây giờ bạn sẽ làm món gà rán. Mà để làm gà rán thì phải cần có bột nè. Bây giờ em sẽ tẩm bột và chiên nó lên nha. Cái gì vậy bạn? Không được làm mà. Nói gì? À, không được làm. À, bạn nói là bạn có thể biến miếng gà này thành miếng gà rán, em không cần phải làm đâu. Hả? Dù gì đi chăng nữa thì đó là chuyện không thể nào. Không có một đầu bếp nổi tiếng trên thế giới này có thể làm được điều đó. Tất cả mọi người đều phải nấu thì đồ ăn mới chín chứ. Ừ. Bạn ơi, bạn làm thử đi. Ừ. Wow. Hay quá. Miếng ngon quá. Quả nhiên đây là một miếng gà thiệt nè các bạn ơi. Có lạ lùng không? Có bao giờ các bạn nhìn thấy có một người có thể biến được một miếng gà sống thành một miếng gà rán mà không cần phải làm gì chưa? Ngon quá. Nhưng mà ngon thiệt. Wow. Vậy thì mình phải cho bạn một tràng pháo tay thiệt là giỏi. Nhưng mà gà rán bạn làm được rồi, vậy bạn có thể nào biến cái này thành hamburger giúp bạn được không? Vậy còn cái này, bạn muốn cái này là khoai tây chiên. Vậy bạn làm giúp bạn đi. Wow. Kể cả đầu bếp nổi tiếng nhất trên thế giới này cũng không thể làm được một món ăn nhanh như vậy đâu. Ngon quá. Có ngon anh Xanh? Ngon lắm luôn á. Wow, khoai tây chiên giòn rụm luôn. Ai thiệt ai thiệt, bạn giỏi thiệt luôn á. À, như đây không đủ cho anh Xanh ăn, anh phải đi kiếm thêm một hộp cơm mới được. À, sao vậy bạn? Bạn nói gì? Bạn nói gì vậy anh Xanh? À, ha. Bạn nói là không cần phải đi đâu hết, bạn cho anh Xanh một hộp cơm. Thiệt hả? Bạn có thể biến ra sao? Được. Đâu? Wow. Một hộp cơm thiệt là hấp dẫn. Thơm quá à. Bây giờ em sẽ ăn thử. Mời cả nhà cùng ăn. Bạn ăn đi. Thôi, ở mình á là mình phải bỏ vô miệng, mình nhai thật kỹ, sau đó mình nuốt, nếu không sẽ bị mắc trộn. Nhưng mà bạn này lại có thể để trên bàn tay và biến mất luôn. Cảm ơn bạn vì bữa ăn ngon tuyệt vời và nhanh ơi là nhanh luôn. Mời cả nhà cùng ăn. Ăn thôi, ngon. Ủa, cái gì rung quá vậy? Động đất hả anh Xanh? Ủa, sao bạn lắc dữ vậy? Bạn nói gì vậy Xanh? Anh Xanh, bạn nói gì vậy? Không nghe bạn nói gì hết á. Hay là bạn hết pin rồi, anh Xanh có sạc pin cho bạn không? Trời ơi! Anh Xanh, anh Xanh đã sạc pin cho bạn chưa? Hay là hết pin?
Anh Xanh sạc đầy đủ cho bạn rồi mà. Vậy anh Xanh mau chạy máy bay cho bạn về đi. Chắc là bạn muốn gặp gia đình lắm rồi. Đi chơi với anh Xanh cả ngày, chắc ba mẹ bạn cũng nhớ bạn lắm rồi đó. Thôi mà, bạn đừng về mà, mình buồn lắm. Anh Xanh phải để cho bạn về thôi. Thôi bạn đừng về mà. Bạn cũng phải về với gia đình của bạn ở những hành tinh khác chứ. Anh Xanh ơi, anh Xanh phải để cho bạn về. Bạn ơi, nếu như bạn về rồi mai mốt bạn có quay lại chơi với tụi mình nữa không? Thôi bạn đừng về mà, mình buồn lắm. Đừng về mà. Tụi mình sẽ nhớ bạn rất là nhiều. Nhưng bạn nhớ quay lại để chơi với tụi mình nữa nha. Thôi bạn ở đây đi, đừng về. Không được đâu anh Xanh, bạn phải về với gia đình của bạn nữa. Tự nhiên anh đang á ôm bạn này, tự nhiên em ôm anh có chịu quá. Tại em ôm không tới bạn đó, em mới phải ôm em truyền qua anh Xanh mà. Thôi được rồi, để mình đi lấy đĩa bay cho bạn nha. Hả? Bạn muốn nói gì bạn? Nói gì vậy anh Xanh? À, bạn nói là bạn muốn tặng em một món quà. Hả? Tặng quà cho bạn hả? Đó là gì vậy? Wow. Dễ thương quá vậy. Dễ thương chưa? Cảm ơn bạn nhiều. Các bạn ơi coi nè. Bạn mới vừa mới tặng cho bạn một lọ bông dễ thương. Chậu bông này còn có màu hồng nữa, đúng màu mà bạn hết luôn. Những cái bông này nè còn là nụ thôi, nở ra chắc chắn sẽ đẹp lắm đây. Cảm ơn bạn nhiều. Nè, nhưng mà bây giờ bạn phải về thiệt sao? Mình buồn lắm. Vậy thì tụi mình chào tạm biệt bạn. Nhớ quay lại nha. Bạn đi rồi. Như vậy là bạn đi thiệt rồi. Buồn quá à. Vậy thì anh sẽ không buồn nữa. Các bạn ơi, các bạn thấy bạn của anh Xanh có dễ thương không? Dễ thương quá chừng luôn. À, nếu như mà các bạn thấy bạn của anh Xanh dễ thương thì hãy comment bên dưới nha. Thật ra thì bạn á, ngoài người bạn thân mới này thì bạn còn có rất nhiều bạn thân, đó chính là các bạn. Vì vậy nên là các bạn hãy nhớ nhấn nút subscribe để có thể theo dõi hơn nhiều và nhiều tập phim nữa của Vàng và anh Xanh, để chúng ta có thể cùng nhau chơi thiệt nhiều món đồ chơi thiệt là vui nha. Bật mí với các bạn là tụi mình vừa mới có Facebook đó nha. Các bạn hãy vào Facebook và search Gia đình Bút Chi sẽ lập tức thấy hình của tụi mình. Ở đây các bạn có thể gửi tin nhắn nè, tương tác với tụi mình nữa. Tụi mình hứa sẽ đăng thiệt là nhiều hình dễ thương mỗi ngày để cho các bạn nhìn thấy và tương tác với tụi mình nha. Còn bây giờ thì bạn sẽ đi chăm sóc cái cây dễ thương này. À, trước khi đi chăm sóc thì phải chào các bạn chứ. Em quên mất tiêu. Xin chào tạm biệt các bạn và